Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay Quốc Thành cuối cùng với cái nhóm từ thiện của Thành để phóng sanh với số lượng cá là 500 kg. Thì cái số lượng cá này có 500 kg không vậy anh Năng? Cỡ 4-500 kg đó, cỡ chặn đó đó. À 4-500 kg ha. Thì mình sẽ thả từ cái bên cái hồ bên đó xong rồi qua bên tới ở Bốn Minh Thiên này ha anh Phi Năng. Bên cái từ cái hồ cái ao cá đó qua đem ra sông để thả. Dạ. Đây là con sông lớn. Dạ đây là con sông lớn ở Bốn Minh Thiên. Dạ. Thì có lúc nào cùng nhau thả những cái số cá này xuống dưới sông luôn quý vị. Dạ. Đây là sông. Giờ anh em đang kiếm cái gỗ để phóng sanh hốt những con cá xuống để xuống bỏ thả xuống sông. Thì trước khi mà thả thì chúng em sẽ đọc cái bài quy y cho tất cả những con cá. Xin quy y cho các chúng sanh cá, chặng sau này sẽ thoát khỏi lửa lưới giao thớt. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì rồi đi. Anh cùng với hai huynh này đi xuống dưới đây thả cá nha. Có thành thấy không? Đi đi tìm.
2022 năm Nhâm Dần thì Quốc Thành có xuống dưới vô thành chiếc chim thế này, nên Quốc Thành mua một số chiếc chim để phóng sanh làm phước trong ngày gặp này. Thì anh cho hỏi là một con này thì một con bao nhiêu anh? Con này là con còn một con 80.000 anh. Con 80 lẫn anh. Thì anh có bớt không anh, tại vì em làm phước á. Không anh ơi, cái giá này là giá em bỏ với mối cho nó anh. Bán anh em bán sát giá chứ em không có bớt nữa. Thì Quốc Thành cũng là cái mối của cái chỗ bán chim này, thì người ta cũng là sát giá cho Quốc Thành, để Quốc Thành cũng mua nhiều rồi. Dạ, thì có 80 con đúng không anh? Là hết chân cái này là bao nhiêu anh? Cái này là 8 con á. 8 con. 8 con là 640. 640 ha. Dạ. Còn bên đây? Bên đây là một con 50 ngàn, cái này là 4 con. Không, cái này con này mình cũng không bớt nữa anh, 40 con nữa anh ơi. Anh em đây quen biết là bán giá cho ông có bớt được.
mua hoài của ông đó. Bây giờ bây giờ tổng hai bên là tính tiền là bao nhiêu? Cái này là bao nhiêu anh? Cái này là 600 anh. Cái này là 640 là nó 240 ngàn. Bây giờ anh bớt cho em 40 đi. Đúng rồi, em bớt cho em 40 tính kiểu 200 đi. À, vậy là thì ở chỗ này là cũng là cái mối quen quý vị ơi, thì ta xuống người ta cũng nói với mình, ta nói cũng đàng hoàng, ta nói là lúc nào người ta mua giá cao thì người ta mua giá cao, còn ta bán giá cao, còn lòng ta mua giá thấp ta bán giá thấp. Chứ ở chợ đây thì thật sự ra là cũng trả giá thì sớm được dữ lắm rồi. Thì nếu mà Quốc Thành, nếu mà ở đây còn bao nhiêu con thì Quốc Thành sẽ mua hết, nhưng mà ông chú ông nói thì còn chỉ bao nhiêu thôi hết rồi, thì nếu Quốc Thành mà còn thấy nữa thì Quốc Thành sẽ mua nữa. Dù như Quốc Thành đi trên đường, Quốc Thành gặp những cái con vật mà đang bị bắt trong cái lồng hay là bắt gì đó thì Quốc Thành sẽ mua, với giá không biết bao nhiêu thì sẽ mua hết để thả không xanh. Chứ Quốc Thành cũng gặp thấy cũng tội lắm, cái gì cũng là nghe là ngày tốt mà sẽ mua như vậy. Từ nghe, cái góc nó khó lắm. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ thì nhân viên hôm nay thì nhóm làm từ thiện của chúng em thì có đi phóng sanh, là phóng sanh cá và phóng sanh chim. Thì bây giờ thì cũng đã chiều nên chúng em đi phóng sanh chim. Thì lại cái chỗ tiệm bán chim thì người ta chỉ còn bao nhiêu đây thôi. Nếu mà còn nhiều nữa thì em đã mua nữa rồi, nhưng mà thì người ta chỉ còn bấy nhiêu thôi. Cô bán thương nào đó con nói là. Dạ thì hôm nay thì em đi lấy từ tiền quỹ của em ra là 1 triệu để mua những con chim này, và 1 triệu kia là của cô Trần Thị Thế Anh đã quyên góp đặng phóng sanh những chú chim này. Dạ vậy thì trước khi mà em phóng sanh những chú chim thì em sẽ là đọc bài quy y cho chúng, là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và để cho chúng không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Dạ thì kính thưa quý vị, thì hôm nay Quốc Tạo cũng hỗ trợ với Quốc Thành để phóng sanh chim. Thì hôm nay cũng nhằm ngày 15 tháng giêng niên nhâm dần, cũng là một cái tháng tốt trong cái đầu tháng. Thì hôm nay nhóm của chúng tôi phóng sanh từ sáng giờ tất bật, thì không có để bỏ thời gian buổi chiều, thì buổi chiều cũng tranh thủ đi phóng sanh chim. Hôm nay thì Quốc Thành có thể cho bà con biết là mình mua vậy là bao nhiêu tiền số chim này không có đâu Quốc Thành? Dạ thì em mua 2 loại chim. Một loại thì là nó là một con 50 ngàn. Em thì cái là, chỗ này là cái chỗ cũng quen biết nên là em là 600 ngàn 12 con. Dạ 600 ngàn 12 con. Còn 800 ngàn kia còn 1 triệu tư kia là mua chim, kia là mua chim một con 80 ngàn là 10 lúc đầu thì là 10 là tổng cộng là $1.4 triệu đó. 1.4 triệu là tiền triệu tư đó. Cái lớn đó. 1.4 triệu thì nó mà... Con bắt cả một con này Thành, con bắt cả một con gần 20 con. Bắt cả con bự bự nè, con đẹp đẹp, bắt cả con. Gần... Chụp bắt con đi. Nó ra 15 con. Con đưa con cho bà con xem nó có cũ đẹp chưa. Con đưa con cầm nhà đi cũng không. Rồi con đưa cho bà con xem con. Đây đây, ê quý vị. Cô rất bự và già rất đẹp luôn quý vị. Cô bự quý vị. Cô này là cô có cái dòng ở trên cổ đó quý vị. Cô còm. À cả là kêu cô còm. Có còn dòng còm. Còn cô kia là cô gì anh Năng? Cô kia là cô ngói. Cô ngói. À cô ngói ha, cô còm ha. Thì con cô còm này đó thì trị giá là 80 ngàn một con. Em trả giá thì xuống 70 thì cũng anh đó không, anh không bán luôn. Nhưng mà anh đó anh quen, anh mua cô mua hoài mối với của ảnh. Đây quý vị coi. Thì trước khi em thả thì em sẽ quy cho cô này con cô ngói nè quý vị. À, cô này con cua ngói nè, con nó mạnh lắm cái gì, nó mạnh lắm. À, nè.
tại bắt cua ngói cua còm cua ngói đâu quý vị, cua ngói nó màu ngói, còn cua còm nó có cái vòng đen này nè, cua nhảy nó 50, cua đó nó 80. Dạ. Thì bây giờ kính thưa quý vị thì hôm nay thì cũng là ngày tốt nên Quốc Tạo xin hồi hướng công đức phước đức phóng sanh của anh em suốt một ngày nay để hồi hướng cho tất cả các vị mạnh thường quân, cũng như hôm nay thì hồi hướng cho một vị của bên Quốc Thành. Dạ thì Nam Mô A Di Đà Phật, thì hôm nay cũng là cái ngày tốt, cho nên nhóm của chúng tôi hôm nay phóng sanh từ sáng tới giờ cũng tất bật cũng trên cả chục triệu của các vị mạnh thường quân, thì cũng hồi hướng cho các vị mạnh thường quân. Công đức của anh em cũng chẳng hồi hướng cho các quan gia trái chủ hay là của các vị mạnh thường quân. Thì Quốc Tạo sẽ hồi hướng cho là Trần Minh Đức 29 tuổi, đang lâm cơn trọng bệnh. Xin Phật Tổ Phật Thầy gia hộ cho anh được tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Và hồi hướng cho Trần Thị Thế Anh mạnh khỏe, làm ăn khá giả và tu hành tinh tấn, và của quyền thất tổ của hai vị, để nói riêng và nói chung là của quyền thất tổ, nói chung là tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Dạ thì chúng em xin hồi hướng công đức phước đức của chúng em làm được cho tất cả quý vị. Dạ. Thì với nghĩa cử cao đẹp của quý vị thì ở đây Quốc Tạo Quốc Thành rất là cảm ơn. Nghĩa cử cao đẹp của quý vị thì chúng em ở đây cũng như đệ năng cũng sẽ là nhịp cầu để nói quý vị đến cho những cái con chim, hoặc là đến những người khó khăn trong những mùa dịch bệnh như thế này. Thì quý vị làm rất tốt quý vị ơi, không biết nói gì hơn. Nam Mô A Di Đà Phật, cho em rất là tri ân. Yeah. Rồi thì có đôi lời gì đó thì Năng có đôi lời gì nữa không cưng? Không có gì đâu. Thì Đức Thầy cũng nói là các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ, nên chúng ta là đàn anh thì phải bảo vệ cho em. Thì thôi cũng không để làm mất thời giờ, thì mời Quốc Thành với đệ mình cùng nhau mình thả. Mình thả đi quý vị. Mình mở ra, mình mở ra, mình thả đi. Mình thả, mình nhớ lúc mình thả mình đi Phật cho chim nha quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Thương người mến vật, đây là hạnh của Bồ Tát nha quý vị. Mấy con lúc mà ra được tự do mấy con nhớ niệm Phật nha, Nam Mô A Di Đà Phật, để sau này không có còn quay lại đặng đầu thai thành kiếp chim nữa, đặng quay về cực lạc luôn, không còn như thế này nữa. Nam Mô A Di Đà Phật.